chuyện chùa Ba Vàng và trò Nhất Tiễn Hạ Song Điều của ông Tô Lâm. Truyền thông nhà nước vào ngày 21 tháng 1 đưa tin Sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, đã bị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật cảnh cáo. Án phạt này liên quan đến vụ chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc Đức Phật vào cuối tháng 12 năm 2023. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng vụ việc trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của Phật giáo và Phật tử và người dân. Sư Thái Minh nếu còn sai phạm thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Quyết định nêu rõ, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra sai phạm trong tương tự, làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Đồng thời, chùa Ba Vàng sẽ bị cấm tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế một năm. Trước đó, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã kết luận Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo. Trong nhiều năm qua, công luận hết sức bức xúc về những hoạt động tôn giáo tại chùa Ba Vàng và Thích Trúc Thái Minh có biểu hiện mang tính chất tuyên truyền mê tín dị đoan. Nhà sư này đã biến nhà chùa thành nơi cầu tài, cầu lộc, cầu an đối với số đông Phật tử và khách thập phương chưa hiểu rõ về đạo Phật. Công luận nhận xét chùa Ba Vàng không xấu, nhưng người đứng đầu chùa Ba Vàng, sư thầy Thích Trúc Thái Minh là kẻ xấu. Y đã cố ý biến nhà chùa thành nơi tu tập, trở thành cơ sở kinh doanh tôn giáo nhằm thu lợi nhuận. Được biết, đây là lần thứ hai trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật. Lần kỷ luật đầu tiên với là sư Thái Minh vào năm 2019 liên quan đến hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ. Nhờ trò bịp này mà chùa Ba Vàng và sư thầy Thái Minh thu được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Sau đó, sư Minh đã bị kỷ luật, đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phải sám hối. Lần thứ hai, lý do mà sư Thái Minh bị cảnh cáo là chùa Ba Vàng đã tổ chức rước, trưng bày và chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật, khiến dư luận phẫn nộ và nghi ngờ về sợi tóc này. Một buổi hành lễ ở chùa Ba Vàng. Truyền thông nhà nước mô tả một video clip trong trang chùa Ba Vàng đăng trên mạng xã hội lúc đó, xá lợi tóc Đức Phật mà chùa này trưng bày có thể tự chuyển động mà không cần tác động của ngoại lực. Quảng cáo này đã khiến cho hàng chục nghìn người, có một số vì tò mò, một số vì đam mê và mê tín, đã xếp hàng để vào xem và cúng dường. Nhiều ý kiến cho rằng trong vụ này, chùa Ba Vàng đã thu hàng chục tỷ đồng. Nội dung đăng kèm video clip của chùa Ba Vàng được Vietnamnet trích dẫn quảng cáo rằng xá lợi tóc của Đức Phật được trao lại từ 2.600 năm trước đã có mặt tại chùa Ba Vàng từ ngày 23 tháng 12. Xá lợi tóc này là bảo vật vô giá, là một trong 8 sợi tóc Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình trao cho hai thương buôn người Myanmar và được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar. Vẫn theo Vietnamnet, sau clip chùa Ba Vàng phát tín, nhiều người đã phát hiện đó chỉ là lá của một loại cỏ có tên là cỏ pili. Loại cỏ này sau khi được phơi khô và nhúng vào nước sẽ tự chuyển động. Vật thể được coi là xá lợi tóc Đức Phật này còn được giao bán rộng rãi trên các trang mạng online với giá chỉ 500.000 đến 900.000 đồng mỗi sợi. Lập tức chùa Ba Vàng đã thông báo phủ nhận và tiếp tục khẳng định rằng xá lợi tóc Đức Phật do chư tăng Myanmar cung rước đến chùa Ba Vàng. Đồng thời chùa Ba Vàng cho rằng các thông tin trên mạng xã hội là vu khống, bịa đặt. Nhưng trong một clip đang lan truyền trên mạng xã hội mới đây, sư Thái Minh đã đổi giọng khi cho rằng dù là xá lợi thật giả gì cũng được, quan trọng là mình thật lòng tin và cung kính thì đều sẽ mang lại phước báo cả. Một câu hỏi mà công luận đặt ra đó có phải là tại sao những sai phạm mang tính hệ thống, lặp đi lặp lại của chú Ba Vàng và sư Thích Trúc Thái Minh lại không bị xử lý triệt để? Phải chăng vào năm 2019, sư Thích Trúc Thái Minh dù sám hối nhưng vẫn trụ trì chùa Ba Vàng? Và ai đã cho phép điều đó? Điều này có liên quan gì đến những lời xì xào cho rằng chùa Ba Vàng là cơ sở kinh doanh cho Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an? Đồng thời, chùa Ba Vàng có nhiệm vụ là phải hạ thấp uy tín của đạo Phật. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đầy tai tiếng. Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện trong bài viết Thế Chân Vạc đã nêu ra những điểm đáng chú ý trong hệ thống chùa chiền lớn ở Việt Nam hiện nay. Ông cho rằng, để tạo thành được những chùa bái đính, chùa Ba Vàng, chùa Tam Trúc, chùa Yên Tử như hiện nay
phải hội đủ ba mặt chức sắc Phật giáo, cộng với chính quyền huyện đến tỉnh sở tại, cộng với đại gia. Thiếu một trong ba thì không thể nào vẽ ra được các khung kinh doanh như vậy được. Có đất, có bảo kê, có thầy thì phải triển khai dự án. Tiền ở đâu ra? Không thể lấy ngân sách được. Lúc ấy các đại gia mặt bự xuất hiện, có khi thì lặng lẽ, có khi thì phô trương. Hàng ngàn tỷ rót vào để làm hạ tầng, xây cất, mua sắm, làm truyền thông và quảng cáo, tung tin đồn, xác lập kỷ lục, chèo kéo, vân vân. Thế là từ đó sự u mê của người dân trở thành bữa đại tiệc của đại gia, thầy chùa, quan chức, và không một kẻ nào dám kiểm tra các nguồn thu của các chùa này. Đó là ba thế lực tạo ra thế chân vạc, quặp chặt con mồi là người dân. Chúng cứ thế moi tiền và móc tim móc óc của dân. Phải chăng chính quyền Việt Nam và Bộ Công an của ngài Tô Lâm đã nhất tiễn hạ song điều, sử dụng chúa Ba Vàng để vừa hạ uy tín được Phật giáo, đồng thời vẫn moi được tiền của người dân trong nước? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin câu chuyện chùa Ba Vàng và trò nhất tiễn hạ song điều của Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Bao giờ vấn nạn tín dụng đen ở Việt Nam do Trung Quốc núp bóng mới chấm dứt? Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán hàng năm, tình trạng hoạt động của các tổ chức tín dụng đen được truyền thông nhà nước mô tả là rất sôi động, đặc biệt là tại các khu chế xuất có nhiều nhà máy. Theo đó, nhân viên của các tổ chức tín dụng bất hợp pháp thường xuyên túc trực 24/24 để cho vay tiền nhanh cho những công nhân cần tiền về quê ăn Tết. Tờ báo Lao động ngày 20 tháng 1 đưa tin với tiêu đề "Phải quét sạch tín dụng đen để lập trật tự xã hội, người dân sống yên". Bản tin cho biết người dân rất phấn khởi khi liên tục có nhiều tin lực lượng công an khắp cả nước đã truy quét bắt các băng nhóm tín dụng đen. Thông tin cho biết phải quét sạch tín dụng đen để lập trật tự xã hội. Theo đó, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi suất lên tới 365% mỗi năm. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá 24 băng nhóm, 64 đối tượng hoạt động liên quan tới tín dụng đen. Hệ thống tín dụng đen cho vay không có tài sản thế chấp, luôn đi liền với đòi nợ thuê, gây ra sự bất ổn trong xã hội. Côn đồ đòi nợ thuê không từ bất cứ thủ đoạn nào, từ việc khủng bố tinh thần, ném đồ bẩn vào nhà, thậm chí sử dụng cả vũ lực. Việc đòi nợ thuê này đã xảy ra nhiều trường hợp đổ máu, gây thương tích, kể cả thiệt mạng. Do đó, nhiều người túng thiếu, cần tiền chi tiêu, công nhân về quê ăn Tết, chỉ cần nghe lời dụ dỗ của các nhóm tín dụng đen là không có đường thoát. Nợ chồng nợ không bao giờ dứt, một khi đã dính vào bẫy của tín dụng đen thì cả đời sẽ là con nợ. Được biết, càng gần Tết, càng nhiều người lao động cần tiền, nên rất dễ dính vào cái bẫy tín dụng đen, mặc dù lãi suất vay nóng rất cao, có thể lên tới 400-500% trên một năm. Nhưng nhiều người lao động vẫn đành cắn răng chấp nhận vay để về quê sum họp gia đình hay gửi tiền quà cho thân nhân ở quê nhà trong dịp Tết. Một số công nhân và phóng viên Thời báo .de có điện kiện tiếp xúc cho biết đây là tình trạng diễn ra hàng năm và năm nay còn tệ hơn khi cuộc sống khó khăn, lương không tăng mà vật giá thì lại tăng cao. Một nữ công nhân làm việc tại khu chế xuất ở tỉnh Bình Dương cho biết như sau. Đa số công nhân chúng em đều mượn tiền ăn trước trả sau cho dịp Tết, phải mượn họ một khoản để chi dùng trong dịp Tết, rồi sau đó sau Tết được lãnh tiền lương, tiền thưởng rồi trả cho họ, nhưng phải trả với số tiền lời với tiền lãi rất cao. Quảng cáo tín dụng đen tràn lan tại Việt Nam. Được biết, trong những năm gần đây, một hình thức cho vay được gọi là vay ngang hàng trực tuyến đã xuất hiện tại Việt Nam. Đây là hình thức các doanh nghiệp thu hút tiền của nhà đầu tư, sau đó kết nối với bên cần vay tiền là người dân vay doanh nghiệp nhỏ thông qua một trang web hoặc nền tảng ứng dụng giao dịch mà không thông qua ngân hàng. Truyền thông Việt Nam cho biết trong 40 công ty cho vay ngang hàng đang hoạt động ở Việt Nam thì có thêm 10 công ty có nguồn gốc từ Trung Quốc. Giới chuyên gia kinh tế đánh giá đó là biến tướng của tín dụng đen, tức là loại cho vay lãi suất rất cao và lãi suất cắt cổ. Trên danh nghĩa họ cho vay với lãi suất hạ
nhưng cộng tất cả các khoản chi phí thì lãi suất có thể lên tới 400, 500, thậm chí 700 hoặc 800% cho cùng một năm. Hình thức cho vay tín dụng kiểu ngang hàng này có ưu điểm là tiết kiệm thời gian, chi phí, đáp ứng nhu cầu vay tiền nóng mà không có tài sản thế chấp. Chỉ cần có giấy tờ tùy thân, hộ khẩu, hóa đơn tiền điện tháng mới nhất, gọi theo số điện thoại ở các cột điện trên vỉa hè, người có nhu cầu vay tiền có thể vay được tiền ngay lập tức trong vòng 15 phút. Năm 2019, một hãng tin quốc tế đã tìm hiểu về hình thức cho vay này tại Trung Quốc cho biết, hình thức này bắt đầu bùng nổ tại Trung Quốc vào năm 2011 và rơi vào tình trạng không kiểm soát được vào năm 2015. Kể từ năm 2015 đến nay, Trung Quốc đã kiểm soát và siết chặt các hoạt động này. Từ đó, các công ty ở Trung Quốc đã đổ xô sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam để mà tung hoành ngang dọc và tiếp tục tìm những con mồi cho mình. Hiện nay, các ngân hàng có nhiều hình thức cho vay như vay tín chấp, vay thế chấp, vay tiêu dùng, vay mua nhà, vay mua xe. Nhưng các ngân hàng đều yêu cầu người đi vay phải trình bày mục đích vay rõ ràng, phải chứng minh có thu nhập ổn định, phải có tài sản thế chấp, chưa kể thời gian xét duyệt có thể kéo dài. Một băng nhóm cho vay tín dụng đen bị công an bắt giữ và xử lý. Trong khi đó, đối với rất nhiều người lao động, những điều kiện mà ngân hàng đưa ra họ không thể đáp ứng được, trong khi tiền chữa bệnh, tiền học phí, tiền thuê nhà đều là những nhu cầu căn bản và cấp bách. Do vậy, họ không còn cách nào khác là phải nhờ vào tín dụng đen. Số người có nhu cầu vay tiền không cần tờ giấy tờ thế chấp tại Việt Nam hiện nay rất đông. Họ sẵn sàng chấp nhận vay ở mức lãi cao để giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng lãi suất có thể cao đến mức nếu không trả được thì người đi vay chỉ còn cách bỏ trốn biệt xứ mà thôi. Công luận cho thấy rằng công an cần phải ra tay để ngăn chặn và triệt phá các băng nhóm xã hội đen, mượn danh nghĩa tín dụng nhưng thực chất là các tổ chức cho vay với lãi suất cắt cổ, khiến người vay bị dồn tới đường cùng. Đây là một nhu cầu rất bức thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê ngày hôm nay với bản tin Bao giờ vấn nạn tín dụng đen ở Việt Nam do Trung Quốc núp bóng mới chấm dứt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.